Chúng biết số bằng phôn từng ngọt nghĩa và cùng xài cho thamấy một căn video mong riêng là Max Learning. Hãy thay nít nhóm nâng đi dùm bì Subject Compliment nâng Object Compliment. Đại chưa với dự co cùng rất đồng bộ mùi tiết đại nẹ sắc xa mùi chân nguồn cứ gọt ọt toàn school. Gọt riêng hai bằng tay gọt ọt đăng thay vì chỉ Subject Compliment nâng Object Compliment. Gọt đăng ta Subject, Object bằng tay gọt đăng thay Compliment nâng ấy kì. Chúng trong video này chúng mình thưa cả bộ slide ở căn thể chấm thà subject and object complement nó cứ chiều vậy bản chất của mọi khác tùy dũ dương tam nam video này từng ở khỉa bản chất dương chấp nam chỉ mua nâng subject complement. A subject complement adds information to the subject. Chúng subject complement nó cứ chia bỏ làm miền bằng thêm rồi bỏ subject. Chúng như mua ủi tiểu hồ he locks the door. Chúng xua thay vào dụng này miền subject complement này ở miền này chẳng ví dụ này cứ structure bởi những tu tới cứ subject verb hay nâng object chẳng the door này mình men chia subject complement thì đời sao bên đây bị kêu là transitive verb vị trí object vị trí noun rồi ai ví dụ thứ hai Purika looks happy chẳng happy cái này này chia subject complement vì mình men chia object thì vì ở tổ tu rong ông bơ bị subject thì Purika looks happy mean này tha Purika mơ tới sạp bài chân chẳng happy nâng cứ kia bỏ rằm miên bằng thêm xâm rạp sạp chân nâng chẳng hỡi dương hà happy chia subject compliment rí ai bây giờ mùi tiết Dara is a doctor. Dara is a doctor subject verb a doctor cứ chia subject compliment này mình men chia object tì đào xa Dara cứ có ọt man thu ẩm bơi tì bần tế dương school đã ra rất tệ chứ bà đã ra cứ chia group bed mình chẳng hãy mình kê hai ở doctor nó chia subject complement mình mang chia object thì đó sao doctor nó ngọt mang từ tua rong một bữa ấy thì chẳng bà dương cái lệnh mơ ví dụ từng pí dương ai xong này tham anh ta subject complement nó vì ai chia adjective nên ai chia noun hai dương ai chia nằm mùi tiết mang ta subject complement nó chia tu tới viên lời bị cáo linking verbs chẳng looks is verb to be nó cứ linking verb hay trong này những mean mà chừng nuôn tiết đôi chỉ smell sound become turn stay chẳng ao đà bịa nơi bị cào giả kể giả sắp linking verb nó nhưng ai hai vị trí subject complement chẳng nhưng to tầm mục tiết thật tá object complement cứ chỉ ở vậy mình an object complement adds information to the direct object chẳng mình copy subject complement thế object complement cứ chia bỏ mình bằng time xâm rạp direct object xâm rạp cầm bọn à muốn bỏ mình bằng time tới lưu subject đặc biệt này bỏ mình bằng time tới lưu object nhưng mà ưu thì hóa dương bởi cách vô lại she named her child Purika chẳng she này chỉ subject verb her child cứ chỉ object rồi Purika cứ chỉ bỏ mình xâm rạp child năng chẳng hãy bằng cái hai vị trí object complement alright tiếp I consider this person hardworking. Chẳng hardworking này chỉ bỏ ra mình time rồi bỏ person này là person nâng vị trí object chẳng hãy mà cái hai hardworking chỉ object compliment mùi tiết he found the movie very interesting. So interesting here is the object compliment vị trí object compliment rồi bỏ object movie chẳng dừng đăng thang movie nâng very interesting bản chân sử dụng mô ấy, subject complement nâng object complement cứ ẩn miên ấy sơ bảo mạ dù bảo mạng tí dường thử chăm thá subject complement cứ chia bỏ ra miên bằng thám xâm rạp subject rì ai object complement cứ chia bỏ ra miên đại dương thám tạo ấy object chân nhung sân khâm thanh này là ngọt nế nâng dứa hay nâng bàn chai ở đáy ở vậy tới chỉ object ở vậy tới chỉ subject ở vậy tới chỉ object complement subject complement hay dương pra về bán trầm trừ hãy cùng xem ở cuốn rồi cả tam nam video này bị đam rồi hôm đó chấm dưới năng chụp nhé nơi video cào tiện và xem ở cuốn.